Quý vị và các bạn thân mến, trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam-Nhật Bản năm 2023 tại thành phố Cần Thơ, chính phủ Nhật Bản đã tài trợ cho trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Cần Thơ 10 gói thiết bị âm nhạc với 137 nhạc cụ, phụ kiện đi kèm, mở ra nhiều cơ hội cho việc nghiên cứu, giảng dạy và biểu diễn phục vụ trong lĩnh vực âm nhạc tại trường và trên toàn thành phố. Đàn piano, đàn organ, đàn tam thập lục, kèn saxophone là những loại nhạc cụ được mua mới từ khoản viện trợ thuộc chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở về văn hóa của chính phủ Nhật Bản với tổng giá trị khoảng 88.000 đô la Mỹ, tương đương 2 tỷ đồng. Trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại hơn 75.700 đô la, còn lại là vốn đối ứng. Hy vọng trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Cần Thơ sử dụng các nhạc cụ lâu dài, phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy, đáp ứng được nhu cầu đào tạo của trường. Ngoài ra, tôi hy vọng rằng có thể truyền tải chiều sâu mối quan hệ giữa Nhật Bản với thành phố Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long đến với nhiều người Việt Nam thông qua các chương trình biểu diễn khác nhau được tổ chức trong tương lai. Đối tượng mà hưởng lợi trực tiếp đối với cái khoản hoạt động khoản viện trợ này thì là các em học sinh sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, tạo cái cơ hội cho các em được tiếp cận với nhiều cái loại nhạc cụ khác nhau, cũng như là giúp các em biết trân trọng, có ý thức giữ gìn, bảo vệ và phổ biến các cái giá trị âm nhạc truyền thống. Đây là một cái nguồn khích lệ động viên. Cái sự khích lệ như vậy thì giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ đã dàn dựng hai cái tiết mục trong cái buổi mà tiếp nhận cái nhạc cụ để mang lại một cái ý nghĩa trước tiên là hữu nghị tinh thần Việt Nhật. Cảm thấy rất bất ngờ về số lượng nhạc cụ được tài trợ. Thì số lượng nhạc cụ này có thể giúp cho em và các bạn có thể phát triển nhiều hơn trong các lĩnh vực của mình. Từ đó có thể giúp em phát triển bản thân hơn và phát triển được chuyên ngành để phục vụ ngành nghệ thuật. Đây là lần đầu tiên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ được tiếp nhận sử dụng nhiều nhạc cụ mới. Điều này không những mở ra cơ hội để các học sinh sinh viên của trường tiếp cận, học tập và biểu diễn, mà còn giúp các em biết trân quý và phát huy giá trị của nền âm nhạc truyền thống, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển và vươn xa.